Thiện xin chào tất cả bà con nông dân trên 64 tỉnh thành nha. Hôm nay Thiện lên một lô bơm nước gồm có 17 con. Hôm nay là hàng bình xăng dưới có, bình xăng trên có nha bà con. Và có hai con giảm tốc. Đặc biệt hôm nay là có được mấy con Mitsubishi TL33 nha bà con. Và có hai con Mitsubishi tôm rồi. Giờ mình đổ nồng lớn, nồng 36 nha. Giờ mình đổ qua cắt cỏ được luôn nha bà con. Chúng nữa Thiện sẽ quay lại từ đầu, Thiện sẽ nói từng con từng chi tiết cho bà con. Thì hôm nay trời mưa lớn quá cho nên Thiện lên kênh mà mưa quá cho nên Thiện phải vô trong kho rồi đó, thấy bà con cũng thấy cũng dẹt kho ra mà để mà một cái lỗ như cái lỗ chuột này để mà mình đăng nè đó, máy móc tầm Thiện cũng đâu dồn lên để mà có mà đăng để phục vụ cho bà con. Thì Thiện cũng cảm ơn tất cả bà con đã lâu nay đã ủng hộ Thiện một thời gian cũng dài rồi, thì Thiện cũng chân thành cảm ơn. Thì hôm nay Thiện sẽ vô con số đầu tiên, con TL33 nha bà con. Con này là con TL33 đấy, hơi tấu nha bà con, tại trời mưa quá thì bây giờ hôm nay nó hơi tấu, thì bà con quay tấu quay lui con rõ cho Thiện nha. Đó thì đây, đây là cái con TL33 nha bà con. Đó, nồng nó là nồng 36 ly nha bà con. Thì hàng TL33 thì bà con cũng biết là lâu nay Thiện không có lên đâu. Bên hôm nay cái lô hàng thì này nó dời cái TL33 nhiều, cho nên Thiện ráng cố gắng dọn lên được mấy con để phục vụ cho bà con nè. Đó, cục áp con này nó nặng tầm là 7kg nha bà con. Cục áp nó là 40m lận nha bà con. Nó hút 1 phút nó là 131 lít nước đó. Đó thì bà con thấy không? Đó, 1 phút nó 131 lít nước lận nha bà con. Thì cái con này á, cái bơm của nó không ra không vô điều 34, nhưng mà bơm này là bơm hợi nhân dòng, bơm nước mini là bơm của cu sinh hết nha. Đó coi nè, từ tới con ốc con tán này thấy còn mới ghê không bà con thấy không? Chỉ có cái bình xăng á là Thiện có thay bình xăng mới thôi nha bà con. Đó thì bình xăng rin không có nha, cái nào lô thì Thiện nói lô đó. Như bình xăng đây là bình xăng mới, mình bỏ vô thôi, nó đã bởi hết bởi rồi. Thì cái con số 1 này có giá là bán là 2,4 triệu cho bà con nha, bao ship bao bảo hành cho bà con luôn. Và trong thời gian đó mà nếu mà máy móc có bị gì thì sẽ một đổi một cho bà con hết, bà con cứ yên tâm. Thì nếu mà chốt bất cứ con máy nào trong này của Thiện thì phải cọc cho Thiện trước nha, từ 200 đổ lên nha bà con. Đó thì Thiện sẽ đóng hàng gửi cho bà con sớm nhất. Đó thì con này á, thì nó cực kỳ là ngon rồi đó, nó như cái mâm hơi xét á, thì Thiện có hơi sơn lại một tí thôi chứ mà coi lóc máy nè. Đó thấy bà con có thấy không, quá trời đẹp luôn. Không có chỗ nào mà chơi nở luôn đó, ốc từ tới ốc tán này bà con thấy không? Đó, trắng chặt trắng chơi luôn đó. Những cái dấu vết đây là những anh em thợ thầy ra vệ sinh thôi, chưa có kỹ thôi, nhưng mà Thiện không có dùng hóa chất. Dùng hóa chất á, thì nó oxy hóa cái nhôm mình sau này mình xài nó xấu á, cái con máy mình nha. Rồi con số 1 này có giá là 2,4 triệu bà con, và bao ship bao bảo hành cho bà con đó. Rồi ba con số 2. Con số 2 này nó cũng là 2,4 triệu nha bà con. Đó cũng là Mitsubishi TL33. Thì bà con muốn chọn con nào chọn, thì cái con này nó như con kia, áp nó cũng vậy, hai con đều giống nhau đó. Áp con này cũng vậy, nó hút cũng 40m này đó. Cái con này là cái tem nó còn rõ đó, thấy không, nó hút 1 phút nó 131 lít nước luôn nha. Con này cũng vậy nha, bình xăng cũng bình xăng mới luôn, bình xăng lô luôn nha bà con. Nhưng mà cái con này cái lốc máy nó hơi đẹp đó, nó còn mới 90% lận. Con này nó mới gơ, nó mới hơn cái con số 1, nhưng mà hai con đều động cơ bằng nhau, nồng nó cũng nồng 36 đó. Chút nữa thì sẽ có hai con Mitsubishi, cũng hãng Mitsubishi luôn nha, nhưng mà nó cứ tâm rồi. Đợi chút Thiện có con đó Thiện sẽ nói cho bà con. Đó thì con số 2 này nó cũng vậy, cũng 2,4 triệu nha bà con. Thiện cũng chờ mưa, Thiện cũng thanh thủ nói mau ra để đi giờ còn ăn cơm với vợ ẵm con nữa, con cái khóc lóc tùm lum nhà nữa. Rồi con số 1 cũng vậy nha bà con, cũng 2,2 triệu nha bà, 2,4 triệu nha bà con. Rồi qua cái con số 3, con số 3 này cũng vậy đó, con số 3 này cũng su nè, TL33 nha, nồng nó được cũng như vậy. Nhưng mà con này được cái là bình xăng nó là bình xăng còn rin nha. Con này là rin nguyên bản đó, ở bên Nhật đó, nó sơn này nọ mà giờ Thiện cái rửa ra Thiện cũng không có sơn đồ lại nè. Đó thì mâm tự mâm còn toàn bộ con này là nguyên bản luôn. Đó, hàng rin là hàng chất lượng. Áp con này cũng vậy, áp con này nó cũng là 43 nha. Đó, 43m, nhưng mà cái bơm con này, mã lực con bơm này nó thua cái bơm kia thôi. Nó hút quá là 110 lít nước thôi. Đó tại vì cái dòng bơm thì bơm nào mạnh thì Thiện nói mạnh đó, như cái dòng bơm này nó hút chỉ có 110 lít nước thôi đó. Ga đây là cần ga nha bà con, đây là cần ga nè đó. Cái chới này Thiện cũng đã qua cái chới một kim mà nha, không còn chới rinh nữa nha.
chới đây, chới một kim giờ dở xài nữa nè, thị trường có bán luôn, lỡ mình xài có hư đi nữa thị trường có bán luôn nha. Đó, cái con số 3 này có giá là 2,3 triệu nha bà con. Đó, 2,3 triệu là bao ship bao bảo hành cho bà con nè. Đây là công tắc này nha, đây là công tắc nha bà con, để đi giờ mà không mở công tắc thì giật lòi é luôn đó nha, là không nổ điện thoại nó bán vốn thiện nói sao máy không nổ nha. Cái đây là con e nha bà con, khi giờ phải đóng e lại giật nha. Đó, gạt lên này là đóng e nha, rồi mở xuống là mở e, mình nhích ga lên tí, đó nhích ga lên tí là giật thôi nha. Đó, rồi cái con số 3 này cũng giá 2,3 triệu nha bà con. Rồi qua con số 4, hôm nay có độc quyền có một mình con số 4 là con Mitsu nha, T170 nha. Đây là T170 hàng đời mới nè, nhưng mà cái con này tiếng máy nó hơi xào một tí, nó hơi xào thôi, nhưng mà anh em mà thợ thầy mà mình biết á, mình giờ mình xài á, thì mình thay cái ổ đạn là được thôi, nhưng mà máy đồ bơm đồ là cực kỳ ngon. Đó, giật rất nhậm nổ nha bà con, cho nên Thiện có giá bán cho bà con là 700.000 giao lưu. Đó, cho những bà con nào mà biết sử dụng con này, cũng áp bơm này cũng vậy, nó 43 mét luôn nè. Đó, nó hút một phút nó 110 lít nước nha bà con. Đó, thì cái con này rẻ là do là như là tiếng nó hơi xào một tí, nhưng mà nó mớ lắm. Đờ Mitsu mà T170 màu đỏ đây là đờ mớ luôn nha. Cũng có một dòng Mitsu T170 nhưng mà đờ cũ nha bà con. Đó, đờ sâu của thằng này lại nha. Đó, nhưng mà cái con này nó hơi xào thì có bán cái giá là 700.000 cho bà con và bao ship luôn cho bà con luôn nha. Rồi, qua con số 5. Đây, cái con số 5 này này là con Mitsu nè. Đó, Mitsu nha bà con. Đó, nòng nó là nòng 36 ly nha bà con. Đó, giờ mình nó là tâm rời. Đây cái tâm rời đây, thấy không? Đây tâm rời bà con, nó có hai chức năng, một cái chức năng là bỏ bơm mình bơm nước cũng được nè. Và không thì mình bỏ cái cần, mình mua thêm một cái cần cắt cỏ bỏ vô là cắt được cước luôn nha. Con này là nòng này là được cước nha bà con, nó được hai chức năng nha bà con. Con này cực kỳ đẹp rồi nè, nó mới chầm luôn. Đó, con này không có chủ nào mà xét hết đó. Con này thấy bà con giờ mà quá trời đẹp luôn. Ừ, từ đó những con ốc tán nè, thấy bà con thấy đó, nó đẹp ơi là nó đẹp. Ừ, thì cái bình nó cũng là bình lô nha bà con, chứ không có bình rinh nha. Đó, cái con này thì có bán cái giá là 2,5 triệu cho bà con và bao ship bao bảo hành cho bà con luôn. Bà con chỉ ở nhà là Thiện cầm máy tới tận nơi cho bà con luôn. Đó, rồi con số 5 này có giá là 2,5 triệu. Rồi qua con số 6, hôm nay Thiện cũng lên TU đồ đầy đủ cho bà con luôn nè. Đây, con số 6 con TU nha bà con. Đó, TU nè. TU 26 nha. 25 nha bà con. Nó là thuộc là 26 25 á, con này 25. Hôm nay chắc không có TU 26. Nhưng mà nó cũng là dòng TU nha bà con, nó là dòng TU hết. Con này nòng nó là nòng 34. Đó, con này nòng 34 nè, nguyên bản luôn. Nó từ đó bình xăng bình đồ là nó rinh hết. Đó. Con này không có cái nào mà lô hết. Đó, từ đó cái vỏ này, đó cái vỏ này nó cháy một chút vậy mà Thiện cũng ráng bỏ vô để thành một cái máy nó còn rinh nha. Con bơm đây là bơm cu sinh. Đó, không ra không vô nó điều 34 hết. Giờ bà con mua cái ren 34 dặn vô thôi, muốn giảm ra 21 27 gì đó và bà con giảm ra. Thì cuộc áp của con này là nó hút là 35 mét nha bà con. Một phút nó hút là 115 lít nước luôn. Đó, cái con này hút một phút 115 lít nước cũng cực kỳ mạnh, máy cực kỳ êm. Đó, thì dòng Nhật thì bà con cũng biết là một đời Nhật là ba đời của con Trung Quốc luôn. Xài rất bền. Khi mà nó chịu đèn rồi thì xài muôn đời luôn. Cũng không hư nữa. Đây là đó cái, đây là con tắc nha bà con. Cái đây là bực qua số 1 nè. Cái đầu số 1 là mình mở tắc đó nha, chứ giờ không mở tắc mà giật hoài nha. Đó, đây là Thiện đang tắc đó. Rồi con số 6 này có giá bán là 1,6 triệu bà con. Đó, đã bao phí bao bảo hành cho bà con hết rồi đó. Chỉ bà con đưa cho Thiện 1,6 triệu là đủ thôi, không có còn ngại gì ba cái tiền cước tiền này nọ đi nha. Rồi hôm nay có con số 7, Rubin. Con này nó cũng nòng 34 nha bà con. Đó, Rubin đen, nòng 34. Con này nó có cực kỳ nhẹ, nó chỉ có được là 5 kg thôi. Cục áp con này cũng vậy, áp con này nó hút cũng 35 mà nó hút một phút nó 114 lít nước lận nha. Con cung sinh này cực kỳ đẹp luôn. Đó, trời cái bơm này. Đó thì bà con thấy không? Hôm nay trời mưa gió sao mà điện thoại sao nó mờ dữ ta. Đó, hãng cung sinh luôn nha. Đây, bơm nó có cung sinh còn cái tem luôn nè, tem Nhật nha. Đó thấy không? Con này là nó riêng nguyên bản, không có một cái gì mà lô nha. Chỉ có Thiện là lô thôi, chứ không có ai mà máy không có lô nha bà con. Đó. Cực kỳ đẹp, con này chắc đẹp phải 95% lận. Đó, nhưng mà con này bà già lớn tuổi mua con này giờ được nè, xách đi nhẹ nhàng mà bình xăng dưới rất tiết kiệm xăng cho bà con nha. Rồi con số 7 này có giá là 1,5 triệu. Rồi qua con số 8. Đây, con số 8 Cushin. Đây là Cushin nhân luôn nha, độc quyền hôm nay là có một con là hãng cùng hãng của Cushin
nhưng mà nó là máy của Cui Sinh, nó sản xuất luôn nha bà con. Bơm của nó là độc quyền cho bên Bomini rồi, toàn bộ bơm trong các con máy này đều là hãng của Cui Sinh nó sản xuất hết. Nhưng mà nó độc quyền là nó sản xuất ra được con máy Cui Sinh này, nồng con này cũng nồng 36 ly đó, nó cũng 26 sơ sơ đó, con này cũng rinh nguyên bản hết, không có gì lô hết. Đó, con này cực kỳ đẹp rồi, con này nó đẹp phải 90% lận. Thì đó, đây là cái bình này, thấy không? Do vệ sinh mà chưa kỹ thôi, chứ thì ở đây mà vệ sinh kỹ ra nó đẹp lắm nha bà con. Đó, áp của nó cũng là áp của nó là 32 m nha bà con, áp nó 32 đó, một khúc nó là 110 lít nước. Thì cái con này nó nổ cực im, là dòng Cui Sinh nó là như Cui Sinh loại mũ kia cũng vậy, mà nó rẻ hơn loại thằng này. Thằng này là đầu máu bây giờ đầu hội đó. Thì con này thì có giá bán là 1,7 triệu cho bà con, đã bao ship bao bảo hành cho bà con luôn. Thì con này cực kỳ ngon đó. Rồi qua con số 9 TU đó, con TU này nó cũng như cái con TU hồi nãy, con số nãy, con số 7, số 6, số 5 gì đó. À, hồi nãy con số 6 á nha bà con, nó cũng y như nhau thôi đó, nhưng mà Thiện sắp lộn á đó, nhưng có con này nó đẹp hơn. Nếu bà con có hai con thì bà con cứ lựa chọn, Thiện để đồng giá 1,6 triệu cho bà con luôn. Bà con này riêng nguyên bản luôn đó, nó cũng bình đồ còn nguyên luôn nha, không có thay thế một cái gì hết đó, cực kỳ đẹp đó, quá trời đẹp luôn đó. Con này rất rất nhẹ, nó nhẹ cũng tầm 5,5 kg thôi nha bà con. À, tầm 5,5 kg thôi đó. Thì cái con này có giá bán cũng 1,6 triệu cho bà con lựa chọn luôn đó. Thì cái bơm con này, áp con này cũng vậy, áp con này nó cũng 35 m mà nó hút được 1 phút á là 115 lít nước đó đó. Thì con nào, con số 6 lại con số 9 nó cũng giống như nhau hết, nhưng mà cái con số 9 này thấy đẹp hơn. Thì bà con nào chốt trước thì chốt con số 9, ai chốt sau chốt con số 6 nha bà con. Rồi qua con số, con số 10 nha bà con, Tanaka. Hôm nay Thiện có hai con Tanaka nè, con số 10 và con số 11 đó. Hôm nay Thiện sẽ bán con Tanaka này hạ giá cho bà con luôn, chỉ giá 1,5 triệu thôi, mini 4,5 kg thôi nha bà con. Dòng này là rất nhẹ, dùng cho những người lớn tuổi nè đó. Thì hôm nay Thiện sẽ hạ giá bớt xuống để cho bà con những người lớn tuổi phục vụ, còn những thiếu cái này Thiện bỏ vô cho bà con nè đó. Và thiếu nắp e gió Thiện bỏ vô do hồi chiều làm lật đật quá nha bà con đó. Hai con này có giá là 1,5 triệu đó, đồng giá hết bao ship bao bảo hành cho bà con luôn đó. Bà con muốn lựa chọn con nào lựa chọn đó. Bơm đây là bơm trái bí á, bơm cực kỳ ngon. Áp con này tem nó rách ra mất rồi. Áp con này cũng áp 3 m á, nó hút cùng phút nó 110 lít nước thôi nha bà con đó. Rồi hai con số 10 và số 11 là giá 1,5 triệu nha bà con. Rồi qua con Rubin cánh bướm, con số 12 đó. Con này EC03 này, con này nồng 40 á nha bà con. EC03 nồng 40, con này là riêng nguyên bản luôn, con này quá trời đẹp luôn rồi nè. Con này thấy bà con thấy không, từ trong lốc máy nè tới cái mâm luôn đó, nó rinh nguyên bản hết. Tại dòng hở mà rinh là ngon à đó. Có thấy bơm nè, thấy bơm cực kỳ đẹp không đó. Tới cái mâm mà nó còn cái tem luôn á nha bà con đó. Con này hỏng ra hỏng đâu, nó cũng vậy, nó cũng đều 34 hết, nó nặng nằm tầm là 7 kg nha bà con. Nếu mà người lớn tuổi thì đừng nên mua nha, mua những cái con này nhẹ nhẹ giờ sách đi cũng nở là tới chỗ bơm chưa kịp bơm đã mệt rồi nha đó. Con này quá trời đẹp luôn nè, coi vàng khè lần luôn rồi đó, thấy bà con thấy không, quá trời đẹp luôn đó. Con này Thiện có giá bán là 1,4 triệu cho bà con. Hôm nay Thiện cũng hạ giá muốn hết luôn rồi đó. Rồi cái con số 12 là giá 1,4 triệu nha bà con. Rồi qua con số 13, độc quyền con số 13 đây là con EC04 nha bà con. Con đây là nồng 42 ly nè đó, quá trời đẹp luôn đó. Con này có giá bán cho bà con là có 1,6 triệu thôi. Cục áp con này nó hút 1 phút nó là 148 lít nước lượng, áp nó là 45 m nha con. Cái bơm này, bơm dòng bơm này nó cực kỳ áp cao lắm, bơm cực kỳ mạnh đó, quá trời đẹp luôn nè đó. Thì bà con thấy đó, đó từ trong lốc nè đó, làm đến nỗi mà không kịp mà rửa mà chưa kịp mà xịt nước luôn nè nha bà con đó. Thì cái con này nó nặng tầm là 8 kg lần nha bà con, 8 kg đó. Thì con này có giá bán cho bà con là 1,6 triệu bao ship bao bảo hành cho bà con luôn. Rồi qua con số 14, con Rubin đỏ. Hồi nãy là Rubin đen nha, bây giờ Rubin đỏ nè, mình làm cái gì mà nó đỏ là ngon à đó, cực kỳ đẹp đó, bóng lưỡng luôn. Thì nó cũng có như cái con Rubin là Rubin đen này cũng giá 1,5 triệu luôn nha. Con này nó cũng nặng tầm 4 kg 4,5 kg thôi đó. Nó cũng có công tắc, bực lên là mở này nha, bực xuống là tắt rồi nha. Áp con này cũng vậy, áp con này nó bị rách cái tem, nhưng con kia còn cái tem. Thì áp nó là áp 35 m đó, nó hút 100 một lúc là 114 lít nước đó
Thì cái con này cũng như cái con 14 này cũng như con số 7 thôi, cũng có giá 1 triệu rưỡi thôi bà con. Đó, thì bà con muốn lựa chọn thì bà muốn lựa con nào được thì cứ đọc số là Thiện sẽ chốt ra cho. Rồi, hôm nay Thiện cũng vô thêm con Mixu nữa. Trời, con Mixu này thì nó hơi xấu hơn con Mixu nãy nha, nhưng mà nó cũng là tâm rời, nhờ cái là nó tâm rời nhưng mà con nó có hai chức năng. Đó, một là mình ráp bằng cắt cỏ vô là nồng nó nồng 36. Đánh cước được nha bà con. Đó. Con này của bình xăng nó là bình xăng lô luôn. Chứ bình xăng Nhật nó bởi rồi. Đó, còn toàn bộ là rinh nguyên bản nha. Đó. Con này thì tán thì nó hơi xấu hơn con kia. Đó, thì cho nên Thiện bán có bán giá bán là 1 triệu 7 cho bà con luôn. Đó, 1 triệu 7 nha mà hai chức năng nha bà con. Đó. Có 1 triệu 7 mà là làm được hai chức năng, muốn cắt cỏ thì cắt, muốn bơm nước thì bơm. Mình mua thêm cây trần cắt cỏ nữa là bỏ vô là ráp vô thôi nha, nó trùng không nha. Rồi, con số 15 này giá 1 triệu 7 nha bà con. Rồi hôm nay Thiện có lên có hai con giảm tốc đẹp 95%, máu không có chỗ nào mà khỏi chơi nữa. Đó. Con này mua về là bà con độ ghe thuyền được nè. Mình mở cái tâm này ra, độ trò trâu cho ghe được nè, và hoặc là muốn độ cái gì độ. Chứ còn thiệt ra thì không biết đó chức năng nó làm cái gì nữa, mà thấy nó máu quá cho nên Thiện làm lên để phục vụ cho bà con. Những cái bà con nào mà hiểu về cái dòng này thì nếu mà có chốt Thiện mà lâu nay có 2-3 người đã chốt Thiện 5-6 con rồi, nhưng mà Thiện điện thoại không được để hỏi những cái chức năng mà nó làm được cái gì mà người mà bà con mua dời đó, thì Thiện nghĩ thì giờ chắc độ chới thôi. Đây là cái bộ giảm tốc nó đó, cực kỳ máy chạy mà cái đây nó chạy một tu nó chắc bằng mấy tu kia, thì mà Thiện cũng không biết nó giờ nó làm gì mà, nhưng mà thấy mới lắm nha bà con. Rồi hai con này có giá bán là 1,5 triệu thôi nha bà con. Một con 1,5 triệu, một con 1,6 triệu nha bà con. Đó, con 16 và con 17 nha bà con. Đó. Nó đẹp ơi là nó đẹp nè. Đó thấy bà con thấy nè, con lóc máy lóc đồ nè, trời nó đẹp. Sáng ơi là nó sáng luôn nè đó. Không có chỗ nào mà nó xét luôn, từ đó cái buri mà nó còn máu luôn đó. Mà không biết bên Nhật nó làm cái kiểu gì á. Đó mà nó máu cỡ này nè. Đó rồi. Con số 16 nhân lại con số 17 là con giảm tốc giá 1,6 triệu nha bà con. Nhớ đọc số và báo Thiện cái số nào thì Thiện sẽ chốt cho bà con nha. Thì hôm nay trời nó cũng mưa tầm tã quá là cũng lật đật, đang cũng không có nhiều để cho bà con, để bà con hiểu. Thì Thiện có để số điện thoại dưới tiêu đề, số Zalo cũng là số đó luôn. Rồi thì bà con nào mà có e ngại gì điện thoại cho Thiện thì Thiện sẽ tận tình phục vụ, hỏi gì Thiện sẽ tư vấn tận tình hết cho bà con. Đó thì bà con cứ đừng có ngại, nếu không mua cũng vẫn điện thoại tham khảo cũng được. Thì ủng hộ Thiện đăng ký kênh để cho Thiện những cái video mà Thiện phát gần đây để cho bà con mà để mà tham khảo cũng được, chứ không cần gì mà mua. Nếu mà mua thì mới điện đâu, không mua cũng điện, mình hỏi tham khảo, mình có tiền mình mua cũng được nha. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con.